4G. Tỷ số lúc này được rút ngắn xuống còn 9-12. Rất khó để cho Trung Trực có thể bắt bước một trong một tình huống bóng đi nhanh 4G. Số lúc này được rút ngắn xuống còn 9-12. Rất khó để cho Trung Trực có thể bắt bước một trong một tình huống bóng đi nhanh.